Rồi, bài 2.17. Một thanh đồng chất có khối lượng là 0.1 kg đặt trên hai lò xo so bố trí thẳng đứng và có chiều dài tự nhiên bằng nhau. Các độ cứng là k1 bằng 36 N/m và k2 là 64 N/m. Điểm cuối của hai lò xo so được gắn vào mặt nằm ngang. Câu A: Các điểm tựa O1 và O2 phải có vị trí như thế nào để thanh nằm ngang khi cân bằng? Câu B: Cho thanh dao động theo phương thẳng đứng, hãy tính chu kỳ dao động. Ừ. Rồi. Chúng ta thấy rằng là hai lò xo so này có cùng cái chiều dài tự nhiên. Cho nên là um, cùng cái chiều dài tự nhiên cho nên là cái cái cái, cái tại cái vị trí cân bằng đó, thì nó sẽ cùng biến dạng một cái đoạn giống nhau, nếu như khi cái thanh ô thanh độ ô 2 ô này nó nằm ngang. Được chưa? Đấy, nó biến dạng một đoạn giống nhau. Rồi là thứ nhất. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có. Thứ hai là các lực mà tác dụng lên cái hệ này chúng ta phân tích ra thì nó sẽ gồm là trọng lực p trọng lực p thì gọi là tại cái tâm ô của nó được chưa đấy ô trọng lực p thứ hai là hai cái lực đẩy hai cái lực đàn hồi đẩy lên đấy ép đàn hồi một và F đàn hồi hai đó ép đàn hồi một và F đàn hồi hai đấy thì em thấy là F đàn hồi nó không bí dạng mà cái độ cứng của ép đàn hồi độ cứng của lò xo 2 nó, nó, lớn hơn cho nên là ép đàn hồi 2 nó sẽ lớn hơn nhé đấy rồi thế thì chúng ta có là khi mà tại cái vị trí cân bằng này tại vị trí cân bằng nha thì chúng ta có là p sẽ trừ cho hay là p bằng f đàn hồi để gọi là không một cộng với f đàn hồi không không hai được chưa đó hay là chúng ta có p sẽ bằng là k nhân với K1 nhân với delta l vì biến dạng cùng một biến dạng giống nhau các okay? em cộng với k2 nhân với delta l cái độ biến dạng là giống nhau vì hai lò xo này có cùng chiều dài tự nhiên mà đấy và khi thanh nằm ngang thì nó biến dạng một đoạn giống nhau chỗ này chúng ta có thể lấy ra làm thừa số chung được chưa ừ. rồi nhưng mà à, quan trọng là người ta đang hỏi là cái điểm tựa o1 và o2 này, này là nó phải nằm ở vị trí như thế nào để tăng cân bằng thế thì ta sẽ dùng cái cân bằng moment đúng không? Thầy sẽ dùng cân bằng moment. Thế thì nếu mà ta xét nếu ta xét cái trục quay, đây là nằm cân bằng cho nên ta chọn bất kỳ cái điểm nào làm trục quay cũng được em. Đấy. Xét cái trục quay là O1 thì lúc đó chúng ta sẽ thấy gì? Thì sẽ có những cái lực nào làm cho cái thanh này quay? Thứ nhất là trọng lực P sẽ làm cho thanh quay theo chiều kim đồng hồ và F đằng hồi 2 là quay ngược lại, đúng không? Đấy, cho nên xét trục quay là O1 thì chúng ta sẽ có là P mà nhân với O O1 thì sẽ bằng là f đàn hồi 2. Đấy, f đàn hồi 2. Nhân với lại là O2, O1. Đấy, cái khoảng cách từ cái f đàn hồi 2 tới cái trục quay này, từ trục quay tới cánh tay đòn đấy. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, nếu như ta xét cái trục quay là O1, là O2. Đấy. Nếu ta xét cái trục quay mà là O2 á, thì chúng ta sẽ có là P nhân với oo 2 thì sẽ bằng F đàn hồi 2, à, F đàn hồi 1. Đây. Đấy. Nếu mà trục quay là O 2 thì bây giờ cái lực P lại làm cho cái thanh này quay theo chiều ngược kim đồng hồ và F đàn hồi 1 lại làm cho chiều quay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, nghĩa là hai cái moment này phải bằng nhau. Đấy, F đàn hồi 1 nhân với O 1 O 2. Đấy. Được chưa? Rồi, thế thì chỗ này thầy thay vào luôn, thầy thay vào là cái này F đẳng hồi 2 thì nó sẽ bằng là K2 nhân với delta L luôn nhé nhân O2 O1. O1 O2 đó. Rồi, ở dưới này cũng tương tự như vậy. Chúng ta thay vào luôn là bằng K1 nhân với delta L nhân với O1 O2. Đó. Rồi, thầy chia vế theo vế. Như vậy chúng ta sẽ có là O1 O2. À, ở trên này là O, o O1 ha, chia cho o, O2. Đấy, lấy chia vế trái chia vế trái này, O1 O1 chia o, O2 thì sẽ bằng bên này k 2 delta l o1 o2 thì hai cái này giống nhau ta chia nó mất đi rồi nó sẽ còn là k2 chia k1 đấy 64 chia cho 36 64 chia 36 đấy 64 chia 36 là bằng 16 phần 9 Đó 16 phần 9 có nghĩa là cái điểm o nó sẽ à, cái cái điểm o1 và o2 nó sẽ cắt cái à, cái trọng tâm o lần lượt những cái khoảng là là bằng 16, 16 phần 25 và 9 phần 25, đúng chưa? Đấy như vậy ta suy ra OO1 thì sẽ bằng 16 phần 25 O1O2. Đấy. Và tương tự như vậy, OO2 thì sẽ bằng là 9 phần 25 O1O2. Đó là cái vị trí. Đó, cái vị trí của cái cái điểm O1 và O2 chúng ta đã tính ra được rồi được chưa rồi bây giờ chúng ta làm câu b câu b tức là khi dao động thì thì đây là hai lò xo mắc song song mà hai lò xo mắc song song thì cái chu kỳ của nó tính theo cái lò xo mắc song song thôi các em đấy câu b à, chúng ta có cái độ cứng của cái hệ lò xo ghép này độ cứng của hệ lò xo ghép này là chúng ta có k sẽ bằng k 1 cộng k 2 Đấy, 36 cộng 64 là bằng 100 Newton trên Đó. Và ta suy được cái chu kỳ. Chu kỳ của cái hệ này sẽ là T bằng 2P căn M trên K. Đấy. 2P căn M trên K. Rồi. M là 0,1. Chúng ta thay vào luôn. 2P căn 0,1 chia cho 100. Đấy. thì sẽ bằng là 0,198 đấy cái này nếu mà chúng ta lấy pi bình bằng pi bình bằng 10 luôn thì sẽ là nó sẽ bằng 0,2 được chưa đấy bằng 0,2 giây đó